Hello, xin chào các bạn. Mấy cá tự tượng các bạn. Đen đen là mấy cá tự tượng. Con gà đói bỏ rau muống rồi nó cũng quất hết rồi. Mấy cá tự tượng với cá tự tượng với cá chép, các bạn nuôi có nuôi chơi vậy, các bạn cho ăn rau rồi nó tốt, nhiều khi cho ăn thức ăn xong nó không đủ chất, cá nó hay bệnh. Ngay chỗ này của mình ngồi vừa ngắm ra theo vui lớn của mình xung quanh. Nói chung hổng gà mấy tháng mấy nay nó đẻ nó hư trứng không bạn, cái con này mấy chuột nó quằn quá, nó nở ra là cái kiến nó cắn. Lúc gà không có mấy không có trứng để cho mấy ngày ốc một lòng. Đây chè lỡ vỏ hổm mình xúc ra, nó xúc ra bị chuột nó môi, nó xúc ra cái mình nó dạng đó. Mình bắt nó là được, mình bắt cào cào cái nó mình nhử nó cái nó bay lại. Một cá mình mà lấy luôn. Sát sát dưới này là cá thắt lát. Đó, cá nhỏ là cá chốt, cá phi, cá tự tượng. Mấy chép mình này. Cá tự tượng. Này chắc vẫn được. Bao cái gà nữa. Trưa nó gái ôm sụm đây, nói chung nó gái suốt ngày mà, tụi nó ăn no đủ rồi nó gái suốt, nói chung dễ nuôi, mình nuôi mình cũng bỏ không, lâu lâu mình cho ăn rồi cái mình hai bữa mình vô một lần, mỗi lần mình quay cho các bạn xem là rồi nó hết lúa, khi mình đi vô mình thay mình quay luôn, không không gian không gian cái LV của mình đó. Thôi video của mình đến đây xin tạm ngưng, xin hẹn các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.